Rồi, xin kính chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay trường cũng có một số đồ gỗ, đồ đồng, đồ gốm để cho luôn cùng với cô chú và anh chị. Thì lời nói đầu tiên trường kính chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì trường cũng rất cảm ơn cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã ủng hộ trường. Thì hôm nay trường xin phép giới thiệu một mã 1D đầu tiên. Một cái bàn của chú chị ha, một cái bàn gỗ là gỗ đỏ. À, trên mặt bàn là có một miếng đá da lợn rất là đẹp của chú ha. Thì còn xung quanh cái bàn là được cẩn những ốc bảy màu xưa. Còn những cái chân bàn là người ta chạm đầu lân chân móng rất là đẹp của chú chị ha. Rất là đẹp. Hàng thì liên lạc lành lặn của chú chị. Cái bàn này rất là to bự ha. Cái này cũng phải trên là 30 năm rồi. Cái này là trường chưa có đánh bật ni BU gì lại ha. Nước gỗ lên tự nhiên của chú chị. Rồi. Chiều cao của cái bàn này là 77. Chiều dài của cái bàn này là 1m89. Cái chiều rộng của bàn là 83 năm. Còn cái chiều ngang của miếng đá trên mặt bàn á là 55 năm của chú chị ha. Còn cái chiều dài của miếng đá là 1m62 của chú chị, 1m62 rất là đẹp nha. Thì cái này chiều chỉ sưu tầm được cái bàn thôi, còn không có như mấy cái ghế. Rồi mã số 1D đầu tiên trường giao lưu với chú và anh chị là 40 triệu trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số phố của trường. Rồi mã số 2D, một cái bình bông vỏ đạn 105 ly của chú chị ha. Đó, hàng liên lạc là lặng bao chú anh chị, bình bông vỏ đạn 105 ly. Chiều cao của bình bông này là 29 của chú chị. Chiều ngang miệng bình bông này là 13 năm. Chu vi của bụng bình này là 35. Chu vi hoành đế là 37 của chú chị, 37 đây. Chuyện đế nó có kiếp nổ đàng hoàng ha cô chú chị ha. Hàng thì liền lạc lành lặn của chú chị ha. Rồi mã số 2D chiều giao lưu với cô chú anh chị 2.400.000 đồng, 2.400.000 đồng chiều bao phí ship toàn quốc của chú chị. Rồi mã 3D, một cái căn giá bằng đồng của chú chị ha. Đó, này nguyên con là bằng đồng hết của chú chị. Từ cái giá căn cộng với xích móc, những cái trái căn và những cái đòn căn đều là bằng đồng của chú chị, bằng đồng. Chiều dài của cái đòn căng là 33, chiều ngang của cái giá căng này á là 21 của chú chị, 21. Cân nặng của căng giá là 1.4 kg của chú chị ha, 1.4 kg. Rồi mã số 3D chiều giao lưu với chú anh chị là 1 triệu trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 4D, 8 cái ly thủy tinh pha lê tiệp của chú chị ha. 8 cái rất là đẹp nha. Hàng thì liên lạc lành lặn của chú anh chị. Thủy tinh pha lê tiệp nha. 8 cái rất là đẹp của chú anh chị. Rồi cái chiều cao của cái ly này á là 5 phân, chiều ngang của miệng ly này là 8 phân của chú chị ha. Rồi mã số 4D chiều giao lưu với chú anh chị là 700.000 đồng, 700.000 đồng chiều bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số vốn của trường. Mã số 5D, đó, một cái dĩa thủy tinh của chú chị ha, cũng pha lê tiệp luôn. Đó, người ta có đắp nổi những cái hình mà nhà, những cái ngôi nhà bên phương Tây ha, rất là đẹp của chú chị ha. Hàng thì liền lạc lành lặn bao của chú của chị. Rồi chiều ngang của cái miệng dĩa này là 35, chiều cao cái dĩa này là 3 phân. Mã số 5D chiều giao lưu với chú chị là 800.000 đồng, 800.000 đồng chiều bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, là số Zalo, số phút của trường. Mã số 6D, đó, 5 cái chén của chú chị ha, 5 cái chén hình nón gốm Nhật của chú chị ha, rất là đẹp. Hàng liền lạc lành lặn của chú chị. Chân đế có mọc của chú anh chị, rất là đẹp nha. 5 cái chén này cũng rất là đẹp nha, mỏng nhẹ, nước men rất là sáng bóng. Chân đế có mọc. Chiều cao của chén là 5 phân, chiều ngang miệng chén là 12. Rồi mã số 6D chiều giao lưu với chú chị là 500.000 đồng, 500.000 đồng chiều bao phí ship toàn quốc của chú chị. Mã số 7D, đó, một cây đèn dầu bằng đồng, rất là đẹp nha, đèn của Pháp của chú chị. Hàng thì liền
Hàng thì bao của chú chị là không lủng không chảy, về sử dụng được bình thường của chú chị ha. Rồi chiều cao từ cái họng đèn xuống, từ ống khói xuống cái chân đèn á, là 55. Từ họng đèn xuống cái chân đèn là 33. À, hoành bụng cái đèn này á, là 46. Hoành đế đèn này là 44 của chú chị ha. À, thì ở đây chị cũng nói luôn, trong quá trình sử dụng á, thì nó hơi móp ở chỗ này của chú chị ha. Hơi móp chỗ này. Đó, cái đèn này đánh bóng lên rất là sáng, sạch, đẹp nha. Mã số 7D chiều giao lưu của chú chị là 2.200.000 đồng. 2.200.000 đồng chiều bao cái ship toàn quốc của chú chị. Mã số 8D cũng là một cái đèn bằng đồng của chú chị ha. Từ họng đèn tới cái chân đèn tới cái bụng đèn là bằng đồng hết, cũng của Pháp luôn. Mã số 8D, hàng thì liên lạc là lặng bao của chú chị. Cái đèn này rất là đẹp nha. Đó, cái đèn này rất là đẹp. Chiều cao từ ống khói xuống cái chân đèn là 56. Từ cái họng đèn xuống cái chân đèn là 32. Hoành bụng cái đèn này là 41. Hoành đế cái đèn này là 43. Mã số 8D chiều giao lưu với chú anh chị là 2.900.000 đồng. Chiều bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Mã số 9D cũng là một cái đèn dầu của Pháp, nhưng mà cái bụng đèn này là bằng gốm của chú anh chị ha. Gốm à, người ta cũng vẽ tay những cái con ong rồi những cái đó hoa ha. Chân đèn là bằng đồng, họng đèn là bằng đồng của chú chị ha. Ống khói thì có logo này của chú chị. À, nhưng mà nó hơi bị găng nứt ở đây chút xíu nha, nhưng mà nó không bị bể ra nha. Nó chỉ găng nứt thôi. À, ống khói ghim của nó. Chiều cao từ cái họng đèn xuống cái chân, từ ống khói xuống cái chân đèn á, là 52. Từ họng đèn xuống chân đèn là 31. Hoành bụng cái đèn này á, là 36. Hoành đế cái đèn này là 41. À, rất là đẹp của chú chị ha. Rồi. Mã số 9D chị cũng giao lưu với chú anh chị là 2.200.000 đồng. 2.200.000 đồng chiều bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Mã số 10D, một cặp đèn dầu gốm tàu hàng vẽ tay tích là sơn thủy ha. Ống khói là bây giờ của chú anh chị ha. Ống khói là bây giờ. À, rất là đẹp nha. Chiều cao từ ống khói xuống cái chân đèn là 35. Từ cái hoành bụng cái đèn này á, là 24. Hoành đế á, cũng là 24, còn từ cái họng đèn xuống cái chân đèn ha là 24 luôn của chú chị. À, chân đế có mọc của chú chị nha. Bao của chú anh chị hàng lủng chải hoàn hàng chiều, không mất phí ship lần nào hết. Rồi mã số 10D chiều giao lưu với chú anh chị là 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng chiều bao phí ship toàn quốc của chú chị. Mã số 11D, một cái bình rồng của chú chị ha, gốm chu đậu ha, trên 30 năm, hàng liền lạc lành lặn. À, mã số 11D. Chiều cao của cái bình này là 31, chiều ngang miệng bình này là 4 phân. Chu vi hoành đế là 34. Đó, còn cái chiều dài từ cái miệng bình tới cái thân bình đó, là 16 của chú chị ha. 16 chân đế này của chú chị. Ừ, trên 30 năm. Mã số 11D chiều giao lưu với chú chị là 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng chiều bao phí ship toàn quốc của chú chị. Mã số 12D. À, một bộ bát điếu của chú chị ha, gốm tàu hàng vẽ tay. À, rất là đẹp. Xung quanh cái miệng của cái bát này với cái chân đế của nó là đều bọc đồng hết của chú chị ha, tránh trường hợp bể mẻ rất là ổn. À, nước men thì rất là sáng bóng của chú chị ha. Chân đế là có mọc bằng chiều cao của cái bát này á là 9 phân, chiều ngang của miệng bát là 18 của chú chị ha. Còn đây là cái ống điếu của chú chị ha. Ở xung quanh người ta cũng bọc đồng hết nha. À, rất là đẹp nha. Chân đế là có mọc của chú chị, hàng cũng liền lạc lành lặn. Đây cái này cái ống điếu của chú chị ha. À, ống để mình hút thuốc rồi, nguyên cái này bằng đồng hết nha. À, rồi cái chiều cao của cái điếu này á là một tấc của chú chị ha. Hoành bụng của cái điếu này á là 35, hoành đế của nó là 31 của chú chị ha. À, một độ của nó. Mã số 12D chiều giao lưu của chú chị là 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Mã số 13D, năm cái chén của chú chị ha, gốm Nhật nha, năm cái chén nhỏ nha của chú chị ha. Hàng liền lạc lành lặn. Ủa, 10 cái của chú anh chị, trường xin lỗi, là 10 cái chén gốm Nhật nha. À, ở đây là trường bỏ ra 5 cái, còn 5 cái một chồng đây của chú chị ha. À, giống Nhật nha, nước men rất là sáng bóng, mỏng nhẹ, chân đế có mọc của chú chị ha. Hàng thì liền lạc lành lặn. 10 cái của chú anh chị. Chiều cao cái chén là 3 phân, chiều ngang miệng chén là 11 của chú chị ha. À, 11, 10 cái của chú chị. À,
Rồi mã số 13D trường giao lưu với quý anh chị là 700.000 đồng, 700.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc của quý anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo số của trường. Mã số 14D đó, cũng 5 cái ly gốm Nhật của chú chị ha, hàng vẽ tay à, rất là đẹp nha à, mỏng nhẹ nước men không phải chê luôn à, chân đế là có mộc của chú chị ha. 5 cái ly của chú chị à, gốm Nhật rất là mỏng nhẹ nước men rất là sáng bóng của chú chị. Chiều cao cái ly này là 6 phân, chiều ngang của miệng ly là 9 phân. À, mã số 14D chiều giao lưu với của chú anh chị 500.000 đồng, 500.000 đồng chiều bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường à. Rồi cũng 5 cái tô luôn của chú chị ha, mã số 15D, 5 cái tô cũng gốm Nhật luôn của chú chị ha à, nước men cũng rất là sáng bóng mỏng nhẹ nha à, chân đế cũng có mộc nha, hàng cũng liền lạc lành lặn của chú chị, rất là đẹp nha. 5 cái tô cũng rất là đẹp, nước men sáng bóng mỏng nhẹ, chân đế có mộc à. Rồi chiều ngang của cái tô này là 17, chiều cao của tô là 4 phân à, rất là đẹp của chú chị ha. Rồi mã số 15D chiều giao lưu với của chú anh chị 800.000 đồng, 800.000 đồng chiều bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 16D, một cặp dĩa cũng gốm Nhật luôn ha, người ta vẽ một cặp trúc à, thanh mai trúc mã ha à, rất là đẹp của chú anh chị. Đây hàng cũng liền lạc lành lặn ha, có đại bút tích họa sĩ của chú anh chị, chân đế có mộc rất là mỏng nhẹ ha, hai cái đều giống nhau của chú chị ha. Mã số 16D chiều ngang của cái miệng dĩa này là 31 của chú chị ha, 31 à, mã số 16D chiều giao lưu của chú chị một cặp dĩa gốm Nhật hàng vẽ tay à, là à, 1.200.000 đồng, 1.200.000 đồng chiều bao phí ship toàn quốc của chú chị. Mã số 17D à, nó một cái bình á, chim hoa của chú chị ha à, cũng là gốm tàu hàng vẽ tay của chú chị. Đây người ta vẽ một con hạt đây à, một tùng hạt của chú chị ha à, đây đây có một bài thơ chân đế là có mộc, nước men của chú chị rất là sáng bóng ha, tùng hạt của chú chị à, rất là đẹp. 6 cái tách trà của chú chị ha. Rồi chiều cao của cái tách trà này là 4 phân, chiều ngang miệng tách trà 5 phân à, đây à, cũng là một cái dĩa luôn của chú chị ha à, vẽ con chim hoa luôn à, chân đế có mộc của chú chị. À, hàng liền lạc lành lặn, chiều ngang của miệng dĩa là 18 của chú chị ha, 18 rất là đẹp nha à, đó là thông số của cái chung trà và cái dĩa. Còn đây gấm trà của chú chị đó, rất là đẹp nha, chân đế có mộc của chú chị ha, bên trong này của chú chị chiều cao của gấm trà này á, là 1 tấc, chiều dài từ miệng tới quai cầm là 16, chu vi hoành đế là 29 à, đó là thông số ống trà. Đây à, cái dĩa để đựng ống trà của chú chị ha, chân đế có mộc, hàng liền lạc lành lặn, chiều ngang của miệng dĩa là 11 của chú chị, 11 mã số 17D chịu giao lưu với của chú anh chị 1.500.000 đồng, 1.500.000 đồng chịu bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Rồi một chục cái dĩa à, con gà của chú chị ha, gốm Nam Bộ mình ha, cái mấy cái dĩa này của chú anh chị cũng biết rồi đó, rất là lâu đời ha. Mã số 18D à, rất là đẹp của chú chị ha. Đây à, hàng cũng khá liền lạc lành lặn của chú anh chị, một chục cái dĩa con gà nha à, rất là đẹp của chú chị ha à, hàng liền lạc lành lặn nha của chú anh chị à, trường để tượng trưng 3 cái tô thôi, còn đây là 7 cái của chú chị ha, đây là 7 cái. À, trước khi của chú chị cứ nhận hàng của chú chị mở hàng ra kiểm tra à, rồi xong rồi đúng hàng đúng sản phẩm của chú chị hãy thanh toán tiền giùm trường ha. Chiều ngang của miệng dĩa này á, là 19 năm, chiều cao của dĩa là 4 phân à, rất là đẹp nha à, mã số 18D chiều giao lưu với của chú chị là 500.000 đồng, 500.000 đồng chiều bao phí ship toàn quốc của chú chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo số vốn của trường. Rồi mã 19D đó, một cặp bình gốm tàu hàng vẽ tay, bình hút lọc của chú chị ha, tích là bách hoa ngũ sắc. Chiều cao của cái bình này là 35, chiều ngang của miệng bình này là 8 phân, chu vi của bụng bình này là 72, chu vi hoành đế là 48 của chú chị ha, hàng liền lạc lành lặn, không găng nứt không bể mẻ ha. Rồi mã số 19D
Trường cũng giao lưu với chú và anh chị là 2.500.000 đồng, 2.500.000 đồng Trường bao cái ship toàn quốc của chú anh chị. Thì mã 19D cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì Trường rất cảm ơn quý chú anh chị trong suốt thời gian qua đã ủng hộ Trường. Một lần nữa kính chúc quý chú anh chị được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn quý chú anh chị rất là nhiều.